Rồi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Vi tiếp tục sẽ là người đồng hành cùng với mọi người trong view live stream ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi live stream nhá. Xin chào 758 bạn đang theo dõi. Chào các bạn mới vào này. Chào bạn Việt Quân Trần. Chào bạn Sơn Dương. Chào bạn Phạm Minh Trang. Chào bạn Tuệ Chivat. Chào bạn Hùng Nguyễn. Rồi, xin chào một bạn fan cứng của dự báo thời tiết VTV, bạn Phạm Xuân Ngọc. Chào bạn Đào Hải, xin chào khán giả có tên Facebook là bạn Trần Xuân Cảnh. Rồi, xin chào các bạn. Rất là mong các bạn sẽ like share view live stream này để chúng ta có thể tương tác với nhau thật nhiều trong ngày hôm nay và sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết với Vi. Mọi người có thể thấy là ở miền Bắc ấy, trong những ngày vừa rồi thì rất là hanh khô đúng không? Và ví dụ như là phụ nữ là chúng ta cảm thấy rõ rệt là da rất là khô và nứt nẻ. Và với mọi người hay mà phải dưỡng ẩm ấy thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ phải dưỡng một cái lượng ẩm nó gấp đôi những ngày bình thường. Và thứ hai nữa là chân tay cũng rất là khô. Và một dấu hiệu nữa là quần áo cũng khô khá là nhanh. Đó là những cái dấu hiệu mà mọi người có thể thấy là trời rất là khô cũng khá là khó chịu. Và thực tế thì cái độ ẩm không khí ở 4 ngày nay nó sẽ chỉ rơi vào tầm độ khoảng từ 38-43% thôi. Miền Bắc thì đã bước qua những cái ngày rét nhất rồi. Mấy ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là ở trong ngày ấy, nhiệt độ cũng tăng lên. Và chúng ta, nói chung là chúng ta vẫn thấy có gió lạnh, nhưng mà nó sẽ không lạnh quá như là vài ngày trước chúng ta cảm nhận nữa. Chuỗi ngày hanh khô này thì còn dự báo là sẽ kéo dài hết tuần này các bạn nhé. Hết tuần này thì vẫn còn hanh khô như vậy. Và ngày mai thì hầu khắp miền Bắc vẫn nằm trong cái vùng mà nhiệt độ, độ ẩm cũng rất là thấp. Còn nhiệt độ thì trong khoảng là từ 21 tới 24 độ. Ban ngày thì trời có nắng ấm, nhưng mà đêm và sáng thì nhiệt độ cũng khá là thấp đấy, từ 12 tới 15 độ. Nên các bạn đi ra ngoài đường nhớ là phải mặc ấm vào nhé. Thực ra trong những cái ngày hanh khô như thế này thì Vi có một cái kinh nghiệm ấy, để cho nó cải thiện được cái tình trạng này. Đó chính là các bạn có thể là uống nhiều nước hơn. Và thứ hai nữa là các bạn nào mà chăm dưỡng da thì các bạn sẽ dưỡng da với một cái lượng nhiều hơn mọi ngày. Và thứ hai nữa, để chúng ta tăng cường thêm những cái lượng nước ở trong cơ thể, các bạn có thể ăn nhiều hoa quả, rau xanh. Và các bạn nhớ là riêng những cái ngày này ấy, thì những cái bệnh về đường hô hấp nó cũng tăng lên rất là nhiều. Các bạn nào mà hay bị dị ứng thời tiết thì các bạn sẽ hay rất hắt hơi, sổ mũi, mũi thì khô và rất hay là nghẹt mũi. Thế chính vì thế là các bạn hãy mua những cái xịt muối, cái xịt nước muối ấy, thì các bạn sẽ xịt từ mũi bên này sang mũi bên này thì chúng ta sẽ cảm giác là thông mũi và dễ chịu hơn. Và đây là những cái ngày rét rất là đặc trưng của miền Bắc. Thì các bạn hãy chú ý là đảm bảo sức khỏe cho mình nhé. Còn với khu vực miền Trung, từ ngày mai từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa thì sẽ đều có mưa rào. Nhiệt độ ở miền Trung sẽ dao động trong khoảng là từ 20 tới 27 độ nha các bạn nhé. Còn Tây Nguyên thì Nam Bộ thì ngày mai thời tiết cũng ổn định, có nắng và trời ít mưa. Đó là những cái thông tin tổng quan. Nhé. Còn bây giờ thì Vi sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đang hỏi Vi cụ thể ở những vùng miền khác nhau. Đây ạ. Tiếp theo, Vi sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn ạ. Chào các bạn nhé, chào các bạn mới vào. Vi xin chào bạn Tứ Vũ, xin chào bạn Minh Vũ, xin chào bạn Tuấn Nguyễn. Xin chào các bạn, xin chào bạn Chí Phèo, bạn Khánh Hoàng. Khán giả Nguyễn Thị Thanh Vân có nói là mới rét một đợt thôi mà đã sợ lắm rồi à. Thế thì dự báo là năm nay những cái đợt rét còn nhiều hơn các năm, và thậm chí là mỗi một đợt rét thì cái số ngày nó còn dài hơn. Ví dụ trung bình nhiều năm thì một đợt rét là rơi vào tầm độ khoảng từ 3-4 ngày, nhưng mà năm nay thì các đợt rét hoàn toàn có thể kéo dài ra 5-7 ngày, và thậm chí là có những đợt nó còn là 8-10 ngày nữa. Thế nên là mọi người phải trang bị đầy đủ trang phục cho mình, cũng như là chuẩn bị sẵn những cái thực phẩm và có những cái cách làm sao để chúng ta có thể cải thiện được sức khỏe trong những cái ngày này để chống chọi lại với cái lạnh nhá. Rồi bây giờ Vi sẽ xin trả lời các câu hỏi mà các bạn đang đặt câu hỏi cho Vi này. Đầu tiên Vi sẽ trả lời câu hỏi của bạn Trâm Anh hỏi về Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày mai
Rồi mọi người chờ Vi một chút nha. Thanh Hóa ngày mai đêm không mưa và ngày nắng, nhiệt độ ở Thanh Hóa là từ 16 tới 23 độ, 16 độ vào buổi sáng là cũng khá lạnh đấy, nên là mọi người chú ý mặc quần áo ấm. Bắc Ninh ngày mai thời tiết như thế nào là câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Khánh Linh. Khu vực Bắc Ninh ạ. Mọi người chờ Vi chút nha. Bắc Ninh cũng như thế, đêm không mưa và ngày nắng, nhiệt độ ở Bắc Ninh thì thấp hơn một chút, từ 14 tới 24 độ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hà Vi Chi Vi. Bạn có hỏi về Quảng Bình. Ngày mai thì Quảng Bình có lúc sẽ có mưa mưa rào, nhiệt độ tại Quảng Bình cũng thấp và cảm giác là trời cũng mát nhá mọi người nhá, là từ xem nào, Vi xem nào. Mình nhìn lại. Từ 21 tới 24 độ. Ở cái khu vực này thì với mức nhiệt này thì chúng ta cũng cảm thấy là mát và hơi se se một chút đấy. Các bạn Quảng Bình chú ý nhá. Ngày mai Nghệ An thì có rét không? Tiếp theo đó là câu hỏi của bạn Trần Hùng Vương. Bạn hỏi về Nghệ An đúng không ạ? Ôi, xin lỗi các bạn. Nghệ An ngày mai. Ngày mai Nghệ An thì có lúc sẽ có mưa mưa rào, nhiệt độ ở Nghệ An sẽ là từ 18 tới 20 độ bạn nhé. Rồi tiếp theo Vi xin trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thảo hỏi về khu vực Ninh Bình. Đó cũng chính là cùng với câu hỏi của bạn Minh Vũ. Ninh Bình ngày mai thì mọi người chờ Vi một chút ạ. Ninh Bình ngày mai thời tiết là đêm không mưa, ngày nắng, chủ yếu miền Bắc ngày mai thì sẽ không mưa và ngày có nắng nhé các bạn nhé. Nhiệt độ tại Ninh Bình cụ thể sẽ là từ 15 tới 24 độ. Trong ngày thì mọi người cảm giác là có nắng và sẽ ấm hơn đấy và trời hanh khô mọi người nhé. Huế là câu hỏi của bạn Hậu Trinh. Huế ngày mai thì khả năng là sẽ có mưa hoặc là mưa rào. Nhiệt độ ở Huế là từ 20 tới 25 độ. Nói chung là ở khu vực những cái khu vực là như là Hà Tĩnh, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng hay là Hội An, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Quy Nhơn thì dự báo Tuy Hòa nữa, Tuy Hòa và Nha Trang nữa, dự báo là ngày mai là sẽ có những cái khoảng mưa. Nhiệt độ thì mỗi nơi sẽ dao động khác nhau. Nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào khoảng có nơi thấp nhất như là Bà Nà ấy, thì là 14 độ. Còn đấy là nhiệt độ thấp nhất nhé, 14 đến 19 độ. Còn đâu là nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào tầm độ khoảng từ 20 tới 27 độ. Hà Giang là câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Văn Lộc. Hà Giang ngày mai thì Hà Giang ngày mai thì không mưa đâu và ngày nắng các bạn ạ. Nhiệt độ ở đây là từ 15 tới 20 độ. Giờ xin chào bạn Lang Trầm. Xin chào các bạn. Xin chào bạn Phương Nguyễn Văn. Bạn có hỏi về Hà Tĩnh, vì hình như Vi vừa trả lời rồi sao ấy nhỉ? Hà Tĩnh ngày mai. Mọi người chờ Vi chút. Hà Tĩnh là có lúc có mưa hoặc là mưa rào. Nhiệt độ Hà Tĩnh là 18 tới 21 độ nha các bạn nhé. Đó là cũng là câu hỏi của bạn Ngọc Sáng nhé. Bạn Ngọc Sáng nhé. Cũng hỏi về Hà Tĩnh. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Lệ Sầu. Hỏi về Hải Dương. Bạn Lệ Sầu hỏi về Hải Dương. Ngày mai thì không mưa, ngày nắng. Và nhiệt độ tại Hải Dương buổi sáng khá là lạnh đấy ạ. Khi mà mức nhiệt là 13 độ. Và trong ngày là 24 độ. Có nắng vào ban ngày. Ở Bình Dương thì sao, là câu hỏi của bạn Tuấn Vũ. Ở Bình Dương. Rồi đi xem lại. Bình Dương ngày mai mọi người chờ Vi chút ạ. Bình Dương ngày mai là đêm không mưa và ngày có nắng. Khu vực Bình Dương là từ 20 tới 25 độ. Ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, ngày hôm qua và ngày hôm nay mọi người thấy là trời khá là mát, mát hơn ngày hôm qua khoảng 2 độ. Nhiều người thì tưởng đấy là không khí lạnh nhưng mà không phải. Đó là cái gió ẩm ở trên khí quyển nên là nó tạo ra nhiều mây. Chính vì thế mà nó ngăn bớt nắng. Và các bạn sẽ cảm giác như là gió về nhưng không phải đâu. Và đến ngày mai thì hiện tượng này không còn nữa và tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có nắng. Khi và nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, một số nơi khác rơi vào tầm độ khoảng 32 tới 33 độ. Chúng ta cũng có cảm giác nóng với cái mức nhiệt này nữa. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Trần Đức Quang về Đắk Lắk. Đắk Lắk ngày mai thì đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ở đây là từ 20 tới 25 độ nhé bạn nhé.
Rồi xin chào bạn Hạnh Đào, xin chào bạn Loan Trần, xin chào bạn Trần Đức Quang. Nhiệt độ ở Hà Giang 3 ngày cuối tuần như thế nào? Hà Giang từ giờ đến cuối tuần mức nhiệt sẽ ổn định trong khoảng từ 18 tới 21 độ nhá, và không mưa. Không mưa và trời còn nắng và cảm giác cũng rất là hanh khô. Rồi đó cũng chính là câu hỏi cùng câu trả lời cho bạn Quân Nam nhé. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Đoàn Trung về Hạ Long. Khu vực Hạ Long ngày mai thì cũng không mưa và ngày còn nắng. Nhiệt độ ở Hạ Long thấp nhất là 14 độ và cao nhất sẽ là 24 độ ạ. Rồi cảm ơn bạn Hoàng Anh. Bạn Khánh Vi Nguyễn có hỏi là Huế thì ngày mai có còn mưa không? Chắc là để bạn đi du lịch đúng không? Huế ngày mai thì vẫn có khả năng có mưa hoặc là mưa rào đấy ạ. Và nhiệt độ ở Huế sẽ là từ 18 tới 23 độ. Hà Nội của chúng ta, Hà Nội, thủ đô Hà Nội thì tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay hay là ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ dao động ở trong mức là buổi sáng sớm ấy thì sẽ khoảng từ 12 tới 15 độ, còn trong ngày sẽ là từ 21 tới 24 độ nhé các bạn nhé. Gia Lai có mưa không là câu hỏi tiếp theo của bạn Phạm Quang. Khu vực Gia Lai ạ. Ừ, chờ đi chút nhá. Về Gia Lai, Gia Lai ngày mai thì không mưa và ngày nắng, nhiệt độ ở đây là từ 24 tới 27 độ ạ. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Hà Thanh về Lạng Sơn. Lạng Sơn ngày mai. Lạng Sơn ngày mai thì nhiệt độ có vẻ thấp đấy ạ. Hình như mình nhớ là 9 độ thì phải. Lạng Sơn và Sapa thì luôn là hai cái nơi mà nhiệt độ thấp nhất. Đúng rồi, Lạng Sơn là từ 9 tới 22 độ. Nghĩa là cái mức chênh lệch nó rất là cao. Sáng sớm các bạn thấy chỉ khoảng 9 độ thôi, nhưng mà ban ngày còn nắng thì nhiệt độ rơi vào tầm khoảng 22 độ. Chênh lệch rất là lớn nên mọi người chú ý nhé. Chú ý về trang phục để có thể di chuyển, đảm bảo sức khỏe cho mình. Khu vực Thái Bình có rét không là câu hỏi của bạn Anh Minh. Thái Bình ngày mai không mưa và ngày nắng, nhiệt độ buổi sáng là 13 độ, vì nghĩ là mức nhiệt rét đấy ạ. Chúng ta sẽ cảm thấy rét rõ rệt, còn trong ngày thì là 23 độ, chênh lệch cũng rất là lớn. Rồi xin chào các bạn. Rồi cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã tương tác cùng với Vi trong video live stream này. Trong những cái ngày này thì một số những cái thời tiết đáng lưu ý Vi cũng đã điểm qua cho các bạn rồi. Ở miền Bắc thì đã qua những cái ngày rét nhất. Tuy nhiên thì cái hiện tượng hanh khô thì các bạn cảm thấy rất là rõ, và những cái bệnh đường hô hấp thì cũng tăng lên. Nên các bạn cũng chú ý về trang phục trong ngày, mặc làm sao cho nó phù hợp và đảm bảo sức khỏe cho mình bằng cách là uống nhiều nước, ăn rau xanh, củ quả nhiều. Còn ở miền Trung thì vẫn có những cái nơi mà Vi nhắc tới, ở khu vực miền Trung các bạn có thể thấy là vẫn có thể là xuất hiện những cái cơn mưa rào, và một số nơi thì nhiệt cũng tầm độ khoảng là 20 tới 27 độ. Và Tây Nguyên và Nam Bộ thì có nắng ít mưa, thời tiết ở đây cũng ổn định. Ngày mai với thành phố Hồ Chí Minh, một số nơi khác thì tăng lên mức là 32 tới 33 độ, khá là nóng chứ không còn mát như ngày hôm nay nữa. Các bạn cũng chú ý. Và đó là những thông tin thời tiết mà Vi muốn gửi tới cho các bạn trong ngày hôm nay, trong live stream này. Cảm ơn các bạn đã tương tác với Vi nhá. Và rất là mong các bạn cũng sẽ tương tác tốt như thế này cùng với những live stream khác và những biên tập viết khác nữa. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ live stream rồi. Vi vẫn đang ở cơ quan. Bây giờ Vi sẽ về nhà để ăn cơm và nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ cũng chúc các bạn là sẽ có một bữa tối ngon miệng cùng với gia đình mình nhá. Và bây giờ đến giờ Vi phải tắt live stream rồi. Xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video live stream lần sau. Xin chào.